Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 71 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Yêu cầu các bạn nối theo mẫu. Ở đây các em thấy là chúng ta có một con chó đúng không? Các em nối đến số 1 và cách đọc là 1. Tiếp theo chúng ta có đây là có hai bông hoa. Đây có hai bông hoa thì các bạn sẽ nối đến 2 và các bạn sẽ có cách đọc là bằng 2. Đây các bạn sẽ nối đến hai bông hoa. Chúng ta sẽ nối đến số 2 và các em sẽ nối đến cách đọc là 2. Tiếp theo, chúng ta có mũ. Ở đây là có 1 2 3 4 cái mũ. Các em sẽ nối đến số 4. Cách đọc ở đây là các bạn sẽ nối đến 4. Rồi, tiếp theo các em sẽ xem có mấy con cá ở đây. Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con cá. Các em sẽ nối đến số 7 này. Và cách đọc thì sẽ là nối đến 7. Tiếp tục. Các em sẽ đếm em thử có mấy cái bút chì ở đây. Tiếp tục chúng ta đếm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái bút chì. Các em nối đến số 9. Và chúng ta nối đến cách đọc ở đây là bằng 9. Rồi. Chúng ta có 1, 2, 3 hộp quà. Các em nối đến 3. Và nối đến phần số là bằng 3. Đây chúng ta có 3 hộp quà. Cô nối lên phía trên này dễ đi. 3 hộp quà. Các em đã nhìn thấy chưa? 3 hộp quà. Đây, cô nối lên đến đây. Rồi, tiếp theo chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 con bướm. 5 con bướm, các em sẽ nối đến cách đọc là 5. Và các em nối đến phần số cũng là nối đến số 5. Cây nấm, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây nấm. Nối đến số 6 ở đây luôn. Nó hơi rối một chút đấy các em. Rồi chúng ta sẽ đếm đến cái kéo đúng không nào. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái kéo. 8 cái kéo thì các em nối đến số 8 này. Đấy, nối đến 8 này. Và nối đến số 8 này. Cuối cùng chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không biết là viên bi hay là quả trứng ở đây. Thì các em sẽ nối đến 10 này. Và chúng ta sẽ nối đến số 10 ở đây. Đấy, đây các em sẽ nối đến 10. Như vậy là trên đây là chúng ta đã vừa nối xong được bài tập số 1. Hơi rối một chút nhưng mà các em ngồi, các em làm từ từ thì cũng là chúng ta cũng làm xong. Đúng không? Chúng ta đây có 10 viên bi thì các em rồi nối đến chữ 10 và nối đến phần số là 10. Những bạn nào mà vẫn chưa nối xong thì các em hãy dành thời gian ngồi nối cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2 như sau. Ta có bài tập số 2. Ai chưa xong bài tập số 1 hãy dừng lại để làm xong nhé. Sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là một bài về so sánh. Ta có 2 bé hơn 7, kem điền dấu bé hơn. 6 bé hơn 9, kem điền dấu bé hơn. 10 lớn hơn 1, điền dấu lớn hơn. 8 bằng 8, kem điền dấu bằng. 4 bằng 4, điền dấu bằng. 8 lớn hơn 0, kem điền dấu lớn hơn. 5 bé hơn 7, điền dấu bé hơn. Và 10 lớn hơn 3, kem điền dấu lớn hơn. Như vậy chúng ta đã làm nhanh xong được bài tập số 2. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài tập số 3. Ta có bài tập số 3 như sau. Yêu
Yêu cầu các bạn là viết số thích hợp vào chỗ chấm cho các số sau. Ta có các số 3, 9, 6 và 7. Như vậy, số lớn nhất trong các số này chính là số 9. Các em viết 9. Số bé nhất trong các cái số đã cho ở đây chính là số 3. Các em viết số 3. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là số bé thì các em viết trước. Như vậy số 3 là số bé nhất này. Tiếp theo là đến số 6 này, rồi đến số 7 này, và cuối cùng là số 9. Đấy, các số 3, 6, 7, 9 các em đã sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Xong bài tập số 4. Ai chưa xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 3. Bài tập số 4 là điền số. Ở đây dãy số này các em thấy 5, 6, 7. Như vậy đây là dãy số tăng dần. Trước số 5 sẽ là số 4. Ta có 4, 5, 6, 7, 8 này. Đấy. Đây là 6, 7, 8 đúng không? Như vậy đây cũng là dãy tăng dần. Thì ta có trước số 6 sẽ là số 5. 5, 6, 7, 8. Rồi đến 9, 10. Tiếp tục. Bốn ba hai thì ở đây là các số này là giảm dần, thì ta có 4, 3, 2 rồi đến 1, 0. Tiếp theo đây là ta có 3, 2, 1, như vậy đây là giảm dần, 3, 2, 1 rồi đến 0. Các em đọc này, 0, 1, 2, 3 rồi đến 4, 5. Đấy, như vậy chúng ta được cái dãy là 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đây chúng ta có 4, 3, 2, 1, 0. Đây là 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn đây là 4, 5, 6, 7, 8. Xong được bài tập số 4. Cuối cùng chuyển sang bài tập số 5. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Xong bài tập số 5 như sau. Yêu cầu các bạn xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi loại. Như vậy ở đây chúng ta có cái búa, các em đếm xem thử trên hình vẽ này có bao nhiêu cái búa này. Chúng ta có cái búa như thế này nhé, dạng như thế này. Cái dạng như thế này, đây là các cái búa khác nhau này. Đây cũng là búa nhưng mà nó không phải kiểu như thế này. Đây, dạng búa khác nhau, đây cũng là cái búa nhưng mà không phải. Như vậy chúng ta có cái kiểu này, dạng này thì chỉ có một thôi. Một cái búa kiểu này thôi nhá. Như vậy cái búa nhưng mà phải là đúng hình dạng các em nhá. Cái kiểu búa nó phải như thế này này. Còn đây là, đây tức là nó to ra. Còn đây là như nào? Đây nó thẳng xuống này. Đấy. Còn cái này thì ở đây nó không có cái phần chéo như thế này. Như vậy cái búa mà giống y hệt cái búa này thì chúng ta chỉ có đây thôi. Một cái thôi. Các em ghi số 1 vào. Tiếp theo là cái như thế này. Cái như thế này thì các em đếm xem thử chúng ta có mấy cái kiểu như thế này. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta có 5 cái kiểu giống ký, giống như kiểu cái kéo ấy, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy có 5 cái. Nhưng mà đây là 5 cái kéo nhưng mà chỉ là kích thước khác nhau. Còn cái này này là cái búa này. Cái búa hình dạng nó khác nhau đây các bạn nhé. Đây là hình dạng khác nhau. Bạn nào mà viết ba cái búa thì nếu mà ba cái búa ấy, thì đây cũng là búa nhưng mà cái về hình dạng nó không phải là như những cái kéo này, là tức là nó chỉ thay đổi về cái độ to thôi, đúng không nào? Nhưng mà riêng cái búa này này, đây các em nhìn thấy này, đây nó xiên như thế này, còn đây nó không xiên, đúng không nào? Hoặc là đây thẳng này, đây thẳng, còn cái này là nó cong như thế này cơ mà. Đúng không? Như vậy chúng ta chỉ có một cái như thế này thôi. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cái như này. Rồi, sang cái cưa. Các em nhìn xem thử trên hình vẽ có mấy cái cưa. À, chúng ta có 1, 2 cái cưa. 2 cái cưa, một cái cưa to, cái cưa bé. Như vậy chúng ta có 2 cái cưa. Tiếp theo là chúng ta xem thử là có mấy cái như cái đục ấy này. Cái đục hay là cái... Đấy, chúng ta xem thử có mấy cái như này nhá. Em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Như vậy ở đây chúng ta có 7 cái.
Bạn nào chưa làm xong thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong bài tập số 5 nhé. Trên đây là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 71 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em, chúng ta hãy vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem các video của cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.